ưa nói địa giới, ưa nói thủy hỏa phong không thức giới, ưa nói vô minh, ưa nói hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, ưa nói bố thí, ba la, mật đa, ưa nói tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, ưa nói pháp không nội, ưa nói pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp Pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh ưa ừ nói chân như, ưa nói pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, ưa ừ nói thánh đế khổ, ưa nói thánh đế tập diệt đạo, ưa nói bốn tịnh ngự, ưa nói bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ưa nói tám giải thoát, ưa nói tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ ưa nói bốn niệm trụ, ưa nói bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ưa nói pháp môn giải thoát không, ưa nói pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, ưa nói mười địa Bồ Tát, ưa nói năm loại mắt, ưa nói sáu phép thần thông, ưa nói mười lực Phật, ưa nói bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, ưa nói pháp không quên mất, ưa nói tánh luôn luôn xả, ưa nói nói chí nhất thiết. Ưa nói chí đạo tướng chí nhất thiết tướng, ưa nói tất cả pháp môn đà la ni, ưa nói tất cả pháp môn tam ma địa, ưa nói quả dự lưu, ưa nói quả nhất lai bất hoàn a la hán, ưa nói quả vị độc giác, ưa nói tất cả hạnh đại bồ tát, ưa nói quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện vì trong bát nhã ba la mật đa sâu xa không có tướng ưa nói vì bát nhã ba la mật đa sâu xa khó thể nghĩ bàn vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không suy ngẫm vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không sanh diệt vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không nhiễm tịnh vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không định loạn vì bát nhã ba la mật đa sâu xa lìa danh ngôn vì bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thể nói vì bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thể nắm bắt được vì sao này thiện hiện vì trong bát nhã ba la mật đa sâu xa như trước đã nói các pháp đều không có sở hữu hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bổ Bồ Tát thường, khi sao chép kinh Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa bị các pháp như vậy nhiễu loạn tâm họ, khiến chẳng hoàn tất nên biết đó là ma sự của Bồ Tát.